Lý Sâu xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Thi Su Chu Du. Bây giờ là 6 giờ rưỡi tối. Thi Su đang đi từ Phú Hài về lại Phan Thiết của chú anh chị các bạn. Những ngày lễ vừa qua thì Phan Thiết của mình có rất là nhiều lượng khách du lịch đến để tham quan và nghỉ dưỡng. Và đường phố thì rất là đông đúc và nhộn nhịp vào buổi tối. Và đây là một cái video clip Thi Su quay trong cái dịp gần những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Và mình nhìn thấy là những cái hàng xe rất là đông đúc, người ta di chuyển từ Mũi Né đi về lại trong thành phố Phan Thiết, chắc có lẽ là sẽ đi đến những cái hàng ăn uống. Mình đang đi ở trên cầu Phú Hài, thì đây là cái cây cầu. Mình sẽ đi từ Phú Hài đi qua Thanh Hải thì sẽ đi qua cái cây cầu Phú Hài này. Thì đây là một trong những cây cầu mà cũng khá là rộng, nó có tới 3 làn đường để mọi người có thể di chuyển được. Và bình thường là Thi Su hay đi ở làn giữa, nhưng mà hôm nay không dám đi làn giữa, tại vì là hôm nay xe rất là đông, lượng xe cộ rất là đông. Mình không dám đi làn giữa, mình phải đi sát vào bên trong đề như thế này của quý vị bạn. Hồi nãy khi mà Thi Su đi dài cái góc đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ Phú Hài á, là đông lắm, dài nối đuôi nhau, mọi người phải chờ đèn xanh đèn đỏ bật lên rồi mới đi được. Ở chỗ này thì chỉ có đèn nhấp nháy báo hiệu thôi, nhưng mà Thi Su nghĩ là chắc lát nữa lên một cái khúc nào đó đèn xanh đèn đỏ là mình lại thấy là lượng xe đứng chờ đông. Thi Su rất là vui khi mà xem cái lượt bình luận của cô chú anh chị các bạn đề nghị Thi Su quay những cái video clip nào tiếp theo trong những cái tập tới. Vì vậy cả nhà mình nhớ ha, bình luận vào bên dưới, và khi bình luận xong thì nhớ bấm một like để ủng hộ cho Thi Su, để Thi Su biết rằng là mọi người có yêu mến kênh và có mong muốn xem những cái điều mới ở trên cái kênh Thi Su Chu Du. Thi Su cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Một lát nữa đây mình sẽ đi vào trong thành phố Phan Thiết, thì cũng đi dạo một đường, một vòng để cô chú anh chị các bạn xem thử là tối hôm nay đường phố sẽ như thế nào. Và đây là cái bùng binh mình sẽ ôm từ Phú Hài về lại Thanh Hải nè. Thi Su sẽ mời cả nhà mình sẽ đi cái trục đường cũ và đi về lại đường cũ không ơn. Mình coi luôn xe ở trên đường tối hôm nay ra sao. Mình đi qua cái cầu này là cầu Kè của chú anh chị các bạn. Buổi sáng ở bên tay trái của mình là sẽ có một cái vịnh, mình gọi Thi Su gọi là vịnh chứ không phải là vịnh mà cái kè. Những cái người ta đi bắt hải sản cho tôi mua thì những người thu mua hải sản họ lại đây họ mua, hoặc là những chính những cái người chồng, ví dụ chồng đi bắt hải sản thì vợ sẽ đem đi bán, thì nó cũng rất là nhộn nhịp ở đây. Nếu mà cô chú chị các bạn thích ăn hải sản tươi thì có thể ra chỗ này để mua được. Ngoài ra thì ở bên ngay chỗ cảng cá Phú Hài cũng có hải sản tươi, mình có thể ra đó mình mua. Cảng cá Thanh Hải cũng có nữa. Đây là mình bắt đầu mình đi vô lại ở trong thành phố Phan Thiết. Cái khúc này là khúc Giáo Xứ, Giáo Xứ Thanh Hải cả nhà mình. Đây họ đi nhà thờ. Mình vô khúc này thì không thấy đông lắm cả nhà mình ha. Cái khúc ở ngoài Phú Hài mình thấy đông hơn, chắc có lẽ là họ tẻ qua ở bên cái góc đường Hùng Vương để hòa vào những cái quán hải sản á, Thi Su nghĩ là vậy. Vậy mình đi ra một chút xíu nữa coi cái khúc mà ngang giữa đường Tôn Đức Thắng thì có đông không.
Ở đây Tissue đi vô lại đi đến cái khúc này là ngay chỗ gần chợ Phú Thủy nè, với lại cái ngã tư giữa đường Thủ Phú Hưng với lại đường Tôn Đức Thắng. Đi đến đoạn này thì mình mới thấy cái lượng khách đông hơn. Hồi nãy giờ mình đi khúc đường Thủ Hưng ở phía Thanh Hải á, thì có lẽ rằng là ở đó hàng quán để cho những cái xe mà khách du lịch đậu nó không có nhiều, cho nên là bắt đầu dồn về đây đông. Tissue sẽ đi dọc hết con đường Thủ Thôn này nha cô chú anh chị các bạn. Nếu mà dọc đường Thủ Thôn này á, thì mình thấy là xe của người dân địa phương, xe máy là nhiều, chứ còn xe của khách du lịch thì không có. Nhưng mà mình cứ đi coi thử là người dân Phan Thiết đi chơi lễ vào buổi tối là đông vui như thế nào. Những cái hàng bánh căn vỉa hè hai bên đường á, là nhiều xe du lịch họ dừng lại để họ thưởng thức không cả nhà mình. Xếp bàn xếp ghế ra ngồi phía trước thưởng thức món ăn. Để Tissue rẽ qua cái khúc đường Tuyên Quang này coi là có đông khách không. Tính ra thì những cái quán ăn này thì phục vụ cho người dân địa phương là nhiều ha, chứ còn mình không thấy lượng khách du lịch đi lên trên này để ăn. Trên con đường này nó Tissue tự đặt đó là con đường mắm tôm. Thì ở đây họ bán bún đậu mấy hàng luôn, mà khi mà họ chiên đậu hũ á, xong rồi mắm tôm họ làm á, mình nghe cái mùi nó bốc lên nguyên cả một con đường luôn. Nên là mỗi lần mà Tissue đi nghe qua ngành đường này là nghe mùi mắm tôm không à. Cho nên là nghe cứ hải buổi chiều mà Tissue đi nghe qua đây là xong. Cái đêm bây giờ mà nghe nói tới cái món bún đậu mắm tôm là không có thèm nữa, nghe nó ngán luôn rồi. Đây là con đường Tuyên Quang. Liên quan này hướng về lại là hướng đường Võ Văn Kiệt, chứ không phải là hướng về đường Nguyễn Tất Thành, mà đường này là hướng về đường Võ Văn Kiệt. Là khúc đường của trường Phan Chu Trinh này của chú anh chị các bạn. Mình rẽ qua đây là người ta gọi là đường Lê Quý Đôn, mình đi xuống đi thử nè. Lóng rồi đưa đi nè. Trên con đường Lê Quý Đôn này có hai cái tiệm, đó là một cái tiệm bán bò lá lốt và một cái tiệm bán bò lá lốt và nhúng giấm rồi lẩu gà ớt hiểm, với một cái tiệm bán vịt đồng. Bán lâu chắc cũng phải
trên mười mấy năm rồi đó. Hai cái tiệm này bán trên mười mấy năm, ăn ngon. Nếu mà cô chú anh chị các bạn thích ăn những cái món đó thì ghé vô đó ăn. Đây, món Hàn Quốc. À, món Hàn Quốc này là có xe của khách du lịch 60, biển 60 nhiều. Rồi, trên con đường này thì ban ngày cô chú anh chị các bạn là có tới 3 cái tiệm bán đồ chay. Hầu như ngày nào cũng bán á, 3 tiệm bán đồ chay ngày nào cũng bán hết. Thì nếu mà cô chú anh chị các bạn ăn chay, muốn ăn chay á, thì mình ghé trên con đường Lê Quý Đôn này, cứ đi dọc mình thấy cái họ để cái bảng đồ chay là mình thưởng thức thôi. Ví dụ cơm chay đây nè. Nhưng mà ở đây họ bán tới khoảng 6-7 giờ là bắt đầu sẽ bán. Có tiệm thì bán nguyên cả ngày, có tiệm thì bán chỉ có buổi sáng với buổi trưa thôi. Khoảng 6-7 giờ là họ dọn rồi. Ở bên cái góc này thì có bán món đây, góc này thì bán món nem lụi, nem nướng ở nem lụi Hàm Tân. Đường Lê Quý Đôn này ít khi mà tôi xô đi lắm. Đó giờ chắc đi quay clip trên con đường này thì chắc đây là lần thứ hai. Có một lần thứ nhất là quay ban ngày, hôm nay là quay ban đêm thôi. Hồi xưa trên đường này là có hai tiệm tập gym. Hồi xưa thì xô đi tập ở trên con đường này hầu như ngày nào cũng đi. À, tập gym xong đối diện có một cái quán gọi là lẩu dê. Đứng tập gym mà toàn ngay mùi lẩu dê không à. Nên là còn lại một tiệm đó là tiệm Dũng Kali nè. Hồi xưa thì xô hay tập ở đó. Bây giờ hết tập rồi. Ở lâu rồi. Đổi món khác. Đây mình đi ra lại đường này là đường Trần Hưng Đạo của chú anh chị các bạn. Thế xô sẽ rẽ ngược lên đường Trần Hưng Đạo về cầu Trần Hưng Đạo ha. Ra mấy cái đường này có đèn đường á, mình lên cái clip của mình nó được sáng hơn. Còn đi mấy cái đường nhỏ nhỏ, cái đèn đường á, nó không có nhiều á. Rồi hàng ăn, quán ăn không nhiều, mình đi đường nó hơi bị tối. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Quán thịt nướng Hàn Quốc nè, đông nè. Đi ngang qua ngã tư Chủ Phú Hưng với lại đường Trần Đạo. Thì xô sẽ đi lên đến cầu Trần Đạo và đi vòng qua phố một chút xíu để cô chú anh chị các bạn thấy giữa cảnh bên phố, mình gọi là cái phố hồi xưa là ở bên kia cầu với bên này là mới, sau này thì mình coi thử cái sự nhộn nhịp giữa hai bên nó có khác biệt gì nhau không ha.
đầy xe vậy, hết hồn hết vía luôn hả? Qua đây vắng vẻ quá cả nhà mình. Qua tới khúc này là thấy vắng rồi nè. Đó, tùy con đường ha. Có đường thì vắng, có đường thì đông. À, khúc này là đông rồi trở lại nè. Đạp xe đạp. Dù thấy đạp xe đạp thì người ta sẽ có cái quần chuyên dụng để đạp xe đạp riêng. Nhưng mà mình hỏi cái câu hỏi là ví dụ như ở những cái đất nước đó, họ sử dụng xe đạp để mà di chuyển, không lẽ họ mặc cái quần chuyên dụng đó sao? Cho nên là nếu mà đạp xe đạp mà không có quần chuyên dụng là ngồi hai cái mông nó ê lắm. À, thắc mắc cái điều đó, không biết là ở cái cô chú nào ở mình sinh sống ở những cái đất nước mà mình sử dụng xe đạp mình di chuyển mà mình có cần phải mặc một cái loại quần chuyên dụng khác ngoài cái y phục của mình không? Đây là mình đang đi lên cầu Trần Hưng Đạo. Qua phố. Thì Su cứ mỗi lần đi qua đây là thì Su nó đi qua phố. Đi qua phố chơi. Chà, hạ dốc nhanh dữ hả? Đi tới đây cái mình sẽ đi qua đường Nguyễn Du, rồi mình sẽ đi lên là đường Nguyễn Huệ. Đường Nguyễn Huệ là đường Gia Long ngày trước á. Rồi mình qua lại cầu sắt, sau đó cầu sắt là cầu giữa, sau đó là kết thúc video clip cả nhà mình. Cũng đông lắm á, tính ra so với ngày thường là lượng đi xe máy đông, ngoài cái khách xe khách ra mình không tính, nhưng mà đi xô lên thấy lượng đi xe máy buổi chiều tối và những cái so với những cái ngày bình thường là đông đông hơn. Thì mình thấy cái đường phố nó đông vui tấp nập, cái ngày bình thường mà giờ này 7 giờ tối mình đi ra đường thì cũng không đông nhiều đến như thế này. Thì Su sẽ mời cả nhà đi rẽ qua đường Nguyễn Du. Trên đường này tối quá cả nhà mình ha, đa phần ở đây là những cái tiệm mà giờ này họ đóng cửa, mình thấy tối thui à. Có một vài cái nhà mà giờ này còn cũng không có bán hàng nữa, hơi đóng cửa, mình thấy khúc này hơi tối. Bây giờ thì mình sẽ rẽ qua trên đường Gia Long là đường Nguyễn Huệ bây giờ. Đó, khúc này đông nè. Đó, khúc này chè chuối nướng rồi trái cây rồi trứng vịt lộn.
khúc này đông nên đi chậm chậm cho cả nhà mình xem. Ngắm phố, ngắm phường. Qua đây mua hai đi xăm. Một góc bánh mì chò này cô chú anh chị các bạn, bánh mì chò đặc trưng rất là ngon. Này, bánh mì chờ, một góc bánh mì chờ. Qua phố này thì mình thấy ít đông hơn của chú anh chị các bạn ha. Xong rồi bây giờ Tisu sẽ gửi lời chào tạm biệt đến cô chú anh chị các bạn ạ. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu, và nhớ bình luận cho Tisu biết là cả nhà mình thích video clip gì tiếp theo trong những cái tập kế tiếp mà Tisu sẽ quay để chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn ạ. Và kính chúc sức khỏe mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.